Hai mọi người, Valentine là một ngày rất đặc biệt với các cặp đôi, nhất là các bạn nữ, vì ngày đó cũng là một dịp để bản thân trở nên xinh đẹp và thu hút nhất trong mắt người yêu. Có rất nhiều bạn tâm sự với Vy rằng rất là muốn make up sao cho thật xinh đẹp nhưng mà lại không đủ đồ nghề, không thể bắt chước trên YouTube vì có nhiều cái bước quá là khó, quá là phức tạp. Vậy nên ngày hôm nay thì Vy sẽ làm một cái chiếc video này để hướng dẫn cho các nàng cách make up đơn giản, vừa đẹp, vừa rẻ. Và các sản phẩm trong clip chỉ dưới 300.000 thôi, rất là phù hợp để mọi người và kể cả những bạn không biết make up hoặc là sinh viên vẫn có thể dùng được. Đầu tiên, Vy sẽ dùng toner đổ ra bông siêu coat và lau khắp mặt để cân bằng độ ẩm cho da và làm sạch da. Loại này thì chắc các bạn cũng không quá xa lạ gì nữa. Hộp Vy dùng là loại 10 miếng, rất là thuận tiện để mang đi du lịch và cũng vệ sinh nữa. Lau đi lau lại rất là nhiều lần nhưng mà Vy thấy là nó không có bị xước da và nó còn không bị xù lông nữa. Rồi Vy sẽ dưỡng ẩm và cấp nước cho da bằng serum của Clear. Em này thấm khá nhanh và Vy thường sử dụng em này cho bước skincare buổi sáng hoặc là trước khi make up. Còn buổi tối thì nó cấp ẩm không đủ đô cho lắm. Và dùng thêm một lớp kem của Joey để mà đảm bảo cho da được đủ ẩm. Và không quên sử dụng một lớp son dưỡng môi để cấp ẩm và làm mềm môi. Dưỡng da sương sương vậy thôi, bây giờ thì qua phần make up nha. Hôm nay Vy sẽ dùng cushion cho tiện nha. Loại Vy dùng là của April Skin. Đây cũng là lần đầu tiên Vy sử dụng em này luôn á, cho nên cũng được xem như là first impression luôn. Bông mút khá là mềm và như các bạn đã thấy thì cái thiết kế của nó cũng rất là khác so với các cushion truyền thống. Thì hiện tại thì da Vy cũng đang có quầng thâm nè, một số vết thâm nhỏ mà hôm nay quay tự nhiên hiện lên một cái mụn rõ to luôn. Nói chung là khi apply lên thì Vy thấy là cái chất kem nó tương đối là mỏng và lên da thì nó sẽ hơi bóng nhẹ một xíu xíu thôi. Thì bởi vì cushion mà cái nào cũng bóng hết á, nhưng mà tùy thôi, độ bóng nhiều ít thôi. Nhìn cái phần mà đánh cushion á thì nó đã hơn hẳn 2 đến 3 tông so với cái da mọc luôn. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái vùng da đánh á nó rất là tự nhiên chứ không có bị dày kem á. Mà đây là Vy sử dụng khoảng 1 lần rưỡi là đủ cho nửa mặt rồi đó. Cảm giác thì cũng rất là nhẹ mặt, không có cảm thấy khó chịu. Về cái độ che phủ thì nó sẽ làm đều màu khá tốt. Tuy nhiên thì cái vết mụn to thì nó không có thể che được, nhưng mà những cái vết thâm nhỏ nhỏ thì nó cũng che được 80-90% rồi đó. Độ bền màu thì chắc phải đợi đến lần thứ 2, thứ 3 Vy test lại thì mới có thể đánh giá được. Vì quầng thâm mắt sẽ hiện rõ nhất ở chỗ này cho nên Vy sẽ tập trung dùng ở đây thôi và sử dụng một lượng ít thôi. Nếu như mà chưa che được thì Vy sẽ giảm tiếp lên, tránh lấy quá nhiều sẽ làm dày và dễ bị động nếp nhăn. Sau đó thì dùng tay tán là ok nhất vì hơi ấm từ ngón tay sẽ giúp cho kem tan và thấm vào da mịn hơn. Chất kem của che khuyết điểm này thì không quá dày cũng không quá mỏng nhưng mà đủ để che phủ và Vy thấy là độ che phủ cũng tương đối cao đó. Sẵn Vy sẽ dùng che khuyết điểm để làm vùng sáng cho khuôn mặt và che nốt những cái khuyết điểm còn sót lại trên khuôn mặt. Chất kem của bạn này thì cũng khá là dễ tán và tiệt vào da khá nhanh. Đối với khối sáng thì các bạn có thể dùng bông mút để dặm. Còn đối với các khuyết điểm như là mụn thâm thì các bạn nên dùng ngón tay chấm chấm thì nó sẽ tiệt vào da và nó che phủ tốt hơn nha. Sử dụng kem thì phải sử dụng kem cho hết nha rồi mới phủ phấn nha. Chứ nếu như mà các bạn phủ phấn trước rồi các bạn đánh kem lên thì rất là dễ bị bớt đó. Đối với cái hũ đánh mắt của hãng nội địa Trung này á, thì Vy không có ưng cái chất kem ở tầng dưới lắm. Chất kem đặc đặc hơi khó tán và lên màu cũng không có đều lắm. Nhưng mà dùng tay tán một hồi á, thì lên màu cũng rất là xinh. Sau đó Vy sẽ dùng son của Black Rue màu H02. Các bạn nhớ là cho ra tay sau đó thẳng chấm lên mắt chứ không có dùng trực tiếp, rất là dễ bị lố đó. Cái màu hồng này khá là xinh luôn á và Vy sẽ dùng nó để đánh ở phần đuôi mắt. Các bạn nhớ là chỉ dặm ở vùng đuôi mắt và phần mí dưới thôi. Ngược lại phấn mắt ở trên của hãng Gogotel thì nó lại ok hơn rất là nhiều. Màu cam và nó có ánh nhũ nhẹ rất là xinh luôn. Kiểu màu cam đất hơi sậm một xíu và Vy sẽ đánh ở 1/3 trên bầu mắt. Tập trung ở phần đầu và tán nhạt dần. Sau đó lan lên cả hốc mắt nữa. Dùng một ít phấn chấm ở đầu góc mắt và tán ở đầu mi dưới nữa. Đến phần kẹp mi thì Vy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn cái đồ kẹp mi nha. Kẹp mi của The Face Shop có độ cong nhẹ, trong khi của Su thì nó cong hơn rất là nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một cây kẹp mi khác giá vừa phải nhưng mà miễn là nó có độ cong như vậy. Nên Vy sẽ chọn kẹp mi của Su.
Thiết kế này sẽ giúp kẹp luôn cả phần đầu mi và đuôi mi. Cách bấm mi thì Vi sẽ chia ra làm 3 phần: đầu, giữa và góc mi. Mỗi phần thì Vi sẽ nhấp 3 cái và giữ khoảng từ 3 đến 4 giây. Những bạn nào có mi ngắn thì chỉ cần chia làm 2 phần thôi nha. Sau đó thì Vi sẽ dùng mascara của em Cúp. Loại mascara này phải nói là nó làm mi siêu dài và siêu lâu trôi luôn á. Bí quyết là Vi sẽ chuốt ở phần gốc trước và từ từ mình sẽ chuốt ngọn sau, để mà gốc nó khô đi thì cái cọng mi nó sẽ không bị duỗi ra. Tạm bỏ qua phần đó thì Vi sẽ dùng kẻ mắt của Kiss Me. Đầu kẻ khá là mảnh nên cũng rất là dễ vẽ và nó còn không lem nữa. Bởi vì mắt của Vi cũng khá là to rồi cho nên Vi chỉ kẻ phần đuôi và một ít ở đầu thôi. Và dùng luôn cái cây bút này để viền mí trong luôn, tại vì nó không lem mà. Và Vi cũng tạo vài sợi mi ở phần mi dưới. Nói chung là loại bút này cũng khá là ưng đó, nên bạn nào muốn tạo thì tạo ngay đi nha. Rồi bây giờ thì Vi mới quay lại phần chuốt mi và chuốt ở phần ngọn nè. Lúc này thì gốc mi cũng đã khô cứng rồi, cho nên mình sẽ không lo nó bị duỗi ra. Phần này thì các bạn có thể dùng tay hoặc là dùng bông mút tán đều rất là ok. Tiếp tục thì Vi sẽ sử dụng màu son này để làm màu má. Có nhiều bạn đánh má nhưng mà lại sợ quá đậm á, làm mất tự nhiên á, nhưng mà các bạn yên tâm là mình còn phải phủ phấn nữa, cho nên cứ dậm lên màu nhiều lên một chút và phủ phấn lại thì nó sẽ vừa phải hơn. Một điểm lưu ý là các bạn không nên tán màu má xuống phần đánh khối nha. Điều này sẽ làm cảm giác như là má bị sệ, cho nên Vi sẽ dùng cushion để dậm lại và che bớt đi. Nhớ là dùng cushion ít thôi nha, nếu không thì nó sẽ lại che hết màu má đi. Xong phần kem rồi thì bây giờ Vi sẽ phủ phấn. Và Vi sử dụng cái phấn này của Eclipse bởi vì cái chất phấn nó rất là mỏng, rất là tự nhiên luôn. Qua một mùa Tết ăn quá nhiều bánh tét bánh chưng đi, cho nên mặt của Vi nó mập lên trông thấy luôn á. Nên Vi sẽ sử dụng bronzer giống như là tạo khối vậy á, để làm cho gương mặt được thon gọn hơn, nhưng mà ở cái góc là nhìn nó nhẹ hơn, không có chặt chém như là tạo khối. Và Vi sẽ tạo khối mũi bằng cái em phấn mắt này. Bởi vì nó màu nâu xám á, cho nên đánh lên mũi nó rất là tự nhiên luôn. Và hầu như là video này Vi cũng sử dụng cái em này hết á. Hình như là Vi đánh lố quá thì phải, nhìn nó hơi đậm á. Vi sẽ lấy phấn phủ và dặm lại để nhìn nó tự nhiên hơn một chút. Không quên phủ một lớp highlight sương sương thì Vi sẽ dùng cái em highlight này của Lily Barret, màu hồng có ánh tím. Một ít ở xương gò má nè, một ít ở sống mũi, một ít ở trán và ở dưới cằm nữa. Rồi đến phần kẻ lông mày thì Vi lại sử dụng em này của nhà Lemonade. Từ hồi kẻ em này xong Vi rất là thích luôn, cho nên mấy em chì kẻ trước thì Vi cũng cho ra rìa luôn. Cái chất chì nó khá là mềm, vẽ tới đâu thì ra màu tới đó luôn. Tuy nhiên thì nó không phải kiểu mềm nhũng đâu nha, nhưng mà rất là dễ tán. Điểm trừ duy nhất của cái em này là nó không có cái đầu chải lông mày á, cho nên sẽ hơi bất tiện một xíu. Cho nên Vi sẽ dùng cái chải riêng để mà chải lại cho đều màu hơn. Bù lại thì phần chuốt lông mày cũng rất là xịn sò đây. Phần chuốt này vừa nhuộm lông mày, vừa làm cho lông mày theo nếp và nó giữ được lâu nữa. Sau đó thì Vi sẽ dùng một ít kem che khuyết điểm để mà gọt lại cái phần lông mày nhìn cho sắc nét hơn. Rồi bây giờ đến nhiệm vụ chính của em nó đây. Vi sẽ dùng một lớp mỏng trước. Em này có mùi trái cây nhẹ rất là dễ chịu, chất kem thì cũng rất là dễ tán. Vi sẽ dùng cái cây cọ để tán lan viền môi, nhìn cảm giác môi dày hơn. Rồi sau đó Vi sẽ đánh ở trong lòng môi để tạo cho môi có chiều sâu hơn. Make up xong rồi, diện một bộ đầm thật là nữ tính, đi kèm một ít phụ kiện là các bạn có thể tự tin để đi chơi với chàng trong đêm Valentine rồi nè. Và giveaway lần này chính là hai phần quà dành cho hai bạn may mắn nhất. Và phần quà chính là hai cây son Color Clock 13 của Black Rue màu số H02. Thế lệ tham gia thì Vi sẽ để ở dưới phần thông tin nha. Vi đã vừa chia sẻ cho mọi người những cái tip makeup vô cùng đơn giản. Vi hy vọng là những cái chia sẻ của Vi sẽ giúp ích cho mọi người có được một cái diện mạo xinh xắn và nổi bật trong đêm Valentine này nha.
Và Vi cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của Vi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Bye bye.